Alo, vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Một tên mà game thủ Gunny có ngay xe giò khi mở phân ra làm tôi cứ tưởng con voi. Hóa ra tên mừng hột, hơi đau đớn. Persian đâu? À voi, voi, à quả đâu? Thôi, không cần voi. Tên đầu chưa cần voi. Đang đi ốp lô lấy quả, ở đây đã có quả rồi. Bãi quả, 6 cây, cạnh hiêu, hiêu đầu quá xa so với nhà chính. Vâng, con hiêu đầu này đã về đến nhà, phải đẻ được tầm 16 nông dân rồi. Đây là màn hình máy của game thủ Dũng Con, cầm Katarian. Đây, Dũng Con, đây mới là Dũng Con. Đứng sau không phải một bài Dũng Con cầm pơ. Voi và hiêu khá gần với nhà Dũng Con trong trận thi đấu này. Vâng, quay lại màn hình máy game thủ Hưng Nhổ rồi. Oh no, đây rồi. Phải cần thêm hai cái chỗ này nữa, tức 4 con voi thì game thủ Hưng Nhổn anh mới có thể phũ được. Gỗ đầu có một cây gần thôi, còn đâu xa tít phù khơi. Thôi thì cố thuê cái taxi để đi cũng được, không sao cả. Hưng Nhổn đang cắm xe giò khá tốt. Con voi anh được câu nó về với nhà chính nhà mình. Rồi, rồi, rồi. Xong rồi. Khá tươi. Bầy hiêu kia xa. Thôi Hưng Nhổn có lẽ là anh sẽ không mất thời gian với bầy hiêu nữa, mà tập trung vào voi. Vâng, tập trung vào những thứ cần thiết thôi. Rồi lại tiếp tục cầu voi. Đang hơi bay. Cắt dần mấy quả ra làm gỗ. Chuẩn bài. Vâng, bây giờ thì lại thêm bầy hiêu nữa. Ít tôi cần là phải thêm hai con voi cơ. Hoặc nhiều hơn là 4 con. Một bài 6 voi cầu về với nhà chính nhà mình thì mới là phú dành cho cái thủ Hưng Nhổn. Bây giờ con voi thứ hai được về với nhà chính rồi. Vẫn đang hơi tù tội với một cái bài gỗ đầu hơi xa. Tiếp tục cố dặn ra hai con voi. Nhưng đủ Hưng Nhổn vẫn đang, vâng, anh đang nặn ra được hai cái vòi voi trước. Rồi sau đấy là hai cái mình voi sẽ được nặn sau. Nhưng chủ yếu là vòi voi vẫn chưa biết cái hình thủ cái vòi voi như nào. Chính vì thế với cái đủ Hưng Nhổn anh vẫn chưa thể nặn được. Đóng một chiếc BS quay mông ra ngoài. Sau đấy lùa về hiêu kia về. Anh vẫn đang quá táo bạo cho những tên đóng một chiếc BS đầu tiên. Chiếc vét đầu tiên như này sẽ khiến cho game thủ Hưng Nhổn anh sẽ chậm gỗ là cái điều tất nhiên, nhưng chủ yếu là cái việc mà bị những con chém đi vào bãi gỗ như này là một điều cực kỳ khó khăn. Thôi thì tí nữa sẽ đóng BL cao tít lên trên này và ăn vàng luôn ở bên trên này. Rất may là có bãi vàng ngay bên trên này nữa rồi. Như thế Hưng Nhổn anh sẽ làm sao thiết kế cái BL và bo bế Hưng làm sao bảo kê được là xong. Không cần gì nhiều, không biết bên phía đối phương có quân gỗ hay không. Nếu có quân gỗ, không có quân gỗ thì đóng một BP là cũng đã có thể đủ để làm ăn rồi. Không cần phải quá nhiều gỗ để có thể đóng BE, BB, BM rồi bo bế chỗ này. Đây là cũng được coi là một cái hốc dành cho game thủ Hưng Nhổn trong một trận thi đấu mà được cầm pơ. Một trận thi đấu cầm pơ nói chung là nghiệt ngã dành cho anh. Bãi quả kia để sử dụng con, động vào sẽ có chuyện. Vâng, nông dân ăn quả xong sẽ ăn bầy hiêu ngay bên trên. Kích đời 8 tròn 23 dân. Sao không sớm được như Hoàng Mai Nhi. Vâng. Oh no. Cố ăn. Như vậy Dũng Con dặn gì ra? Có một con voi. Và nhà của ai? Dường như Vên Lớp. Vên Lớp lấy màu lam. Dường như là Vên Lớp rồi. Có bầy hiêu ngay trên bãi quả. Tôi vẫn chưa hiểu là thế nào. Xong đóng BB vô bế vàng vào. Ồ đây có một con voi. Tươi rồi. Câu về với chiếc BS đầu tiên của mình. Rất vất vả để có thể cho con voi này về được. Khi mà trên kia dường như còn có dốc. Còn có mấy tầng dốc nữa cơ. Nâng con voi này về thì con ngựa giò sẽ có đầy đủ công giáp. Và màn hình máy dung thủ súng con. Dũng Con có đủ đồ không? Như vậy Dũng Con cũng đã đủ đồ. Anh cũng đang đá hiêu nhặng xì cuội lên rồi. Đóng cái BL. Đóng ngay về cái MFD. Rất là quá nhỏ dành cho cái thủ Dũng Con. Đây là màn hình máy cái thủ Hưng Nhổn. Quay trở về với anh. Sao lại đóng BL bảo kê bãi quả sao? Mà không đóng BL trên này. Tôi nghĩ đóng BL trên này hợp lý hơn. Vì một cái BL ở đây có thể vừa bảo kê bãi gỗ vừa bảo kê bãi vàng.
Nhưng có lẽ Hưng Nhổn không thích điều đấy, lại ăn vàng ở nhà. Như vậy là mỗi nơi làm một tí cũng không sao. Làm sao cứ giữ được dân và chém tốt là được rồi. Đóng chiếc BS khá tươi, ngựa giò bắt đầu sinh ra và chọc ngoáy vào nhà của game thủ viên lớp. Đầy đủ công giáp, đây là bãi gỗ dành cho game thủ viên lớp. Nông dân Egypt, như vậy là có cung R. Thủ phù trong biện pháp này, trong trận đấu này không là một biện pháp hiệu quả dành cho game thủ viên lớp rồi. À, dành cho game thủ Gunny rồi. Anh đã có một tên chạy giò hơi lỗi. Đáng lẽ ra nó không mất nhiều máu như vậy đâu. Đóng cái BL thứ hai thôi. Sao vẫn còn bò bế VE làm gì? BL thứ hai nhanh còn làm việc. Như vậy lông dân của cái thủ viên lớp đã chạy và không biết chạy đi đâu. Có bầy yêu. Đừng bảo tôi là bảy con. Thôi 6 con thôi, vừa phải thôi. Thứ hai thì là được phát đều. Làm gỗ, cắt nông dân thì về đến tận phía cuối con đường. Không phải, như vậy là cắt cái đống nông dân gần với bãi gỗ kia. Tôi nghĩ sẽ được cắt ra bãi quả trên này để làm ăn tiếp. Và giờ đây điên hoàng giữ bản đồ. Gỗ bây giờ cũng không cần nhiều nữa. Khi mà đã thiết kế được hai nhà BL và có thể được một chiếc BS ăn bấy nhiều rồi. Cẩn thận chết con giò. Rất may con giò đã đầy đủ cung giáp và nó không chết. Bò bế bẽ vàng vào. Nếu không thì những con chém game thủ Hoàng Văn Nhị sẽ tạt sang một tên. Nhưng liệu rằng dường như game thủ chúng con đang chém tốt. Chúng con đúng rồi, chúng con đang chiếm thế ưu. Bảo sao không cần bò bế. Như vậy Hoàng Văn Nhị là người cầm hit đi. Oh no, một Egypt và một Hitty, quá khó đánh luôn. Egypt mặc dù chết dần nhưng anh vẫn có thể, nhưng mà Egypt vẫn có một cái bài thủ phù để cho Hitty khỏe. Đấy là điều cực kỳ dễ hiểu. Bây giờ Dũng còn đang có cái tham 30/32 và anh đang đi vào nhà cái Hoàng Văn Nhi một cách khá xuất sắc. Thế rồi, cung tê vẫn đang bắn ở bên trong và lạc đà vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Quá cơ hội, à không, như vậy là Hoàng Văn Nhi cũng đang có con cung tê để bắn vào nhà Dũng Con vẩy e, nhưng có lạc đà đuổi đâu anh ơi. Một tên vẩy e hơi lãng xẹt dành cho game thủ Dũng Con. Còn đây là màn hình máy game thủ Hưng Nhổn 30/32. Bây giờ thì đấy, tôi biết mà, nó là quá khó chịu luôn. Phù thủy Egypt thì nó gọi là phú vàng con đại bàng rồi. Bây giờ làm sao mà tìm ngoại vàng của đối phương. Bên mình là hai quân vàng, chính vì thế mà dường như cũng sẽ có một người phải chuyển cung A, sẽ có một người phải chuyển giới thôi. Khó chịu lắm với những con phù thủy Egypt. Tôi biết điều đấy nó sẽ xảy ra. Một nhà P, hai nhà P, và chuẩn bị sẽ có nhà P thứ ba. Quá khó chịu dành cho người thủ Hưng Nhổn khi mà đối đầu với một nhà Egypt chơi chay phù thủy. Mọi thứ là cực kỳ khó khăn. Làm sao phải ốp vào, làm sao phải ốp P được vào nhà cái thủ bên lớp. Đấy là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bây giờ thì OP rồi. Nhưng về lớp sẽ có những con lạc đà của mình ra để bảo kê. Mình cũng đóng phải đóng P. Màn hình máy game thủ Dũng Con. Dũng Con có đi tốt vào nhà của game thủ độc cô của bạn được hay không? Vẫn đang chém được. Cung tê vẫn đang bắn liên hoàn. Có cả lạc đà để bảo kê cho nhà của game thủ Hưng Nhổn trong trận thiếu này. Một nhà L sóc 4 con chứ không phải là 4 nhà L sóc đều mỗi nhà một con. Như vậy là Hoàng Minh Nhi cũng đã bắt đầu chạy dần. Một con cung R gần hết máu. Vâng, vẫn chỉ có một nhà L đều thôi chứ không phải là nhiều nhà L. Đây là màn hình máy của game thủ Dũng Co, Hưng Nhổn bắt đầu xóa ruộng. Nhưng lượng gỗ là không có. Vậy là đã phá được hai nhà P của game thủ Hoàng Văn Nhi rồi, à của game thủ viên lớp rồi. Và cẩn thận với những nhà P mới đến từ game thủ viên lớp khi mà vẫn chưa thấy phát hiện được bãi gỗ của game thủ viên lớp ở đâu. Chưa thấy bãi gỗ của viên lớp ở đâu thì đừng đùa, thì đừng nói chuyện đến đừng nói đến cái việc mà chém nổ được nhà P của game thủ viên lớp. Bởi vì còn những bãi gỗ game thủ viên lớp anh vẫn còn có thể đóng được lại nhà P và phá được hai nhà P game thủ viên lớp đi xong thì viên lớp sẽ đóng được 4 nhà P rồi. Cần phải kiểm soát triệt để tất cả các bãi vàng kìa. Đúng rồi, chúng ta có thể thấy game thủ Hưng Nhổn anh quá tinh ở trong những tên mà anh chạy lạc đà. Anh đang chạy thẳng vào bãi vàng của game thủ viên lớp. Về lớp đang thiêu dân vào những con lạc đà. Soi tham quá đè luôn. Như vậy là cô của bạn nó đi sai và tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ phía team Thái Bình. Quá hay. Một trận thi đấu mà Persian của cầu thủ Hưng Nhổn anh đã chém cũng khá tốt, nhưng công đầu vẫn phải thuộc về Dũng Con. Dũng Con anh đi cực kỳ hay ở nhà cầu thủ độc cô của bạn.
Vâng, một là vắt đều và công cung tê và những bãi gỗ của độc cô của bạn đã khiến độc cô của bạn chết hẳn luôn. Rất phũ vàng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai, và tỷ số là 1-0 các cầu thủ phía team Thái Bình.